Ngày xưa ngày xưa, có một ngôi làng nọ, có anh chàng thợ giặt hiền lành. Anh sống trong một ngôi nhà nhỏ. Còn chú ngựa và chú lừa yêu quý của anh ta thì sống trong chuồng phía sau. Hôm qua thật là một ngày mệt mỏi đó. Nè, ngựa à, anh thì mệt cái gì chứ? Hi ho, tôi là người phải thồ hết đồ đạc nè. Nhưng tôi cũng phải cõng ông chủ mà. Xin chào, nào các anh bạn nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta bắt đầu lên đường thôi. Mỗi buổi sáng, anh thợ giặt sẽ chớ những quần áo đã được anh giặt sạch của ngày hôm trước lên lưng chú lừa, và anh lên ngựa đi giao tới các làng bên. Suốt cả ngày, anh ta giao quần áo giặt sạch cho người ta và mang những đồ bẩn của họ về. Tuy nhiên, vì phải thồ nhiều đồ giặt, chú lừa đã rất mệt mỏi. Về đến chuồng, nó ăn một cách mệt mỏi và chỉ nằm xuống ngủ luôn. Anh đang làm gì thế hả anh lừa? Anh đi ngủ luôn à? Tôi vẫn có thể chạy vòng quanh nông trại đấy. Tất nhiên rồi, vì anh có phải là người mang đống đồ giặt nặng nề đó đâu chứ. Sáng hôm sau, anh thợ giặt đã dậy từ rất sớm để giặt những bộ đồ bẩn mà anh đã mang về từ hôm qua. Xong rồi ha. Bây giờ thì đi gom những đồ cần giặt trong làng thôi nào. Anh thợ giặt dắt chú ngựa và chú lừa ra khỏi chuồng, rồi lại lên đường. Tôi đến để lấy đồ cần giặt đây. Ôi, anh đến rồi đấy hả? Đây, đây là những đồ bẩn cần giặt cả tuần của tôi. Cảm ơn bà, tôi sẽ giao lại quần áo thơm tho sạch sẽ nhất cho bà. Anh thợ giặt đã đi gõ cửa tất cả các ngôi nhà trong làng và thu gom rất nhiều đồ cần giặt từ 15 ngôi nhà. Sau đó, anh ta chất toàn bộ số đồ lên lưng chú lừa tội nghiệp. Hi ho, hi ho, đồ hôm nay nặng quá đi mất. Hôm đó, anh thợ giặt đi kế bên chú lừa để trông chừng số đồ giặt không bị rơi. Nhưng chú lừa đã rất mệt mỏi, không thể bước thêm được nữa và đã quỳ gối xuống giữa đường. Chuyện gì thế này anh bạn? Anh rất mệt rồi có đúng hay không? Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút ở đây nha. Anh thợ giặt nằm dưới gốc cây để nghỉ ngơi. Hí hò! Hí hò! Nè ngựa! Cái gì thế? Tôi chỉ muốn nói với anh là hôm nay đồ của tôi nặng quá à. Anh có thể mang giúp một túi không? Xin lỗi nhé anh lừa, nhưng công việc của tôi không phải là thồ đồ giặt. Anh thợ giặt cuối cùng đã đứng dậy và tất cả lại lên đường tiếp. Mới đi được vài bước, đột nhiên chú lừa lại ngã quỵ xuống đất. Hí hò, hí hò. Ôi chú lừa tội nghiệp, ta xin lỗi vì hôm nay đã làm anh bạn mệt. Thôi nào, uống chút nước đi. Anh thợ giặt đã lấy hết đồ khỏi lưng chú lừa và chất hết lên lưng chú ngựa. Chú lừa giờ cũng thấy tốt hơn rồi, nhưng mà lượng đồ lần này lại quá tải với chú ngựa. Đáng lẽ ra mình nên để một nửa quần áo lên lưng ngựa ngay từ đầu mới phải. Như vậy thì chú lừa đã không bị quá sức. Vì ngựa đã không giúp được gì cho lừa, giờ nó phải mang tất cả đồ giặt trên lưng về nhà. Khi về đến chuồng, chú ngựa thậm chí không thể ăn vì kiệt sức. Hôm nay tôi đã thật ích kỷ, anh bạn thân mến của tôi. Tôi xin lỗi anh bạn, làm ơn tha lỗi cho tôi nha. Giờ thì anh đã hiểu hơn rồi chứ. Giúp đỡ và chia sẻ là điều quan trọng. Hí hô, hí hô, đừng bao giờ quên nha anh bạn. Kể từ ngày đó, bất cứ khi nào anh thợ giặt có nhiều đồ giặt, anh đều chia sẻ cho chính anh, ngựa và lừa của anh cùng mang. Họ không còn mệt như trước nữa
thậm chí còn thấy vui vẻ hơn rất nhiều.